Thầy An mến chào các em học sinh. Thì ở video trước thầy làm thiếu cái phần luyện tập 4 nên thầy làm video này để bổ sung. Luyện tập 4 so sánh câu A. Chúng ta cần so sánh hai số hữu tỉ này. Thường thấy là hai số này đã được cho dưới dạng là số thập phân. Cho nên là bây giờ mình để và mình so sánh luôn. Mình thấy nè. Đây là 3,23. Và đây là 3,32. Hai số này số nào lớn hơn? 3, 3, 2, 3. Rõ ràng số bên phải lớn hơn. Nên số âm thì nó sẽ ngược lại với số dương. Âm 3,23 nó ngược lại. Đây nhỏ hơn thì bây giờ lớn hơn. Âm 3,32. Chúng ta xong câu A. Câu B. So sánh hai số hữu tỉ này. Thường thấy rằng là hai số hữu tỉ này, một bạn là cho dưới dạng số thập phân, một bạn là cho dưới dạng phân số. Cho nên là bây giờ mình có hai cách. Một á, là mình đổi nó về dưới dạng phân số. Còn hai là mình đổi nó về dưới dạng số thập phân. Bài này nếu mà chúng ta đổi dưới dạng phân số á, thì bạn này là bằng 5/4, âm 5/4. Mình đi quy đồng mẫu rồi mình so sánh, nó sẽ dài hơn. Cho nên chúng ta sẽ đổi bạn này sang số thập phân. Thì nếu mà 6 chia 3 thì chúng ta được 2. Còn đây 7 chia 3 thì mình được 2,33333. Chúng ta viết là 2,3 mở ngoặc đóng ngoặc như này. Đó. Rồi, bây giờ mình so sánh số này và số này ha. Thì 2,333 nó sẽ lớn hơn 1,25. Cho nên là âm 1,25 nó sẽ lớn hơn âm 2,33. Vì âm 1,25 nó lớn hơn âm 2,333 ha. Nên âm 1,25 nó sẽ lớn hơn bạn này, chính là âm 7/3. Đó, chúng ta đã so sánh xong hai bạn này. Ok. Tuy nhiên mình cũng còn nhiều cách khác nữa. Ví dụ như chúng ta có thể so sánh với số âm 2. Mình thấy bạn này lớn hơn âm 2. Còn bạn này nhỏ hơn âm 2. Cho nên bạn này sẽ lớn hơn bạn này. Đó, mình có rất là nhiều cách. Rồi, chúng ta xong luyện tập 4. Thầy An hẹn gặp lại các em ở video sau. Thầy An chúc các em học tốt.